Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta có thể là xem được ngày sinh nhật của bạn bè chúng ta ở trên tài khoản Facebook. Thì cách để xem được ngày sinh nhật của bạn bè ở trên tài khoản Facebook. Ví dụ như là hôm nay các bạn thấy là hôm nay là ngày 20 tháng 5 thì mình sẽ xem là ở trên bạn bè Facebook của mình có bạn nào sinh nhật vào ngày 20 tháng 5 hay không. Thì mình có thể là gửi cái lời mời chúc mừng đến cái tài khoản Facebook của bạn bè của mình khi mà sử dụng ứng dụng Facebook này, và Facebook nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái bạn mà sinh vào cái ngày mà chúng ta tìm kiếm, ví dụ như là ngày hôm nay, và nó sẽ đưa thêm gợi ý những cái bạn mà có thể là sinh sau đó một ngày, sinh nhật sau đó một ngày hoặc là 2 ngày, ví dụ như là ngày 21 tháng 5 hoặc là 22 tháng 5, thì các bạn vẫn có thể xem được. Và để xem được danh sách bạn bè sinh nhật vào cái ngày mà các bạn xem ở trên tài khoản Facebook thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook lên, và hôm nay là ngày 20 tháng 5 thì mình sẽ bấm vào phần là cài đặt trang Facebook cá nhân. Tiếp theo thì ở cái giao diện này các bạn sẽ bấm cho mình vào cái mục là xem thêm, và các bạn kéo lên nó sẽ có thêm một cái mục nữa đó là sinh nhật, các bạn chọn vào đây. Lúc này thì nó sẽ hiện danh sách những cái bạn mà có tài khoản Facebook kết bạn với mình và có cái ngày sinh nhật là ngày hôm nay. Ví dụ ở đây nó đang có cái gợi ý của mình, đó là những cái bạn có tên là Sam Sam này. Đó. Và sinh nhật là ngày 20 tháng 5, 33 tuổi. Và cái thứ hai là bạn Hân Tê Lớp này. Đó, sinh nhật vào ngày 20 tháng 5. Bạn Dung Lê này cũng sinh nhật vào 20 tháng 5. Đó. Thì đây chính là danh sách tất cả những cái bạn mà sinh nhật vào ngày 20 tháng 5. Tiếp theo thì nó sẽ có những cái sinh nhật gần đây, ví dụ như là cái bạn này là sinh nhật vào 19 tháng 5 này, bạn Bùi Toàn, bạn Lê Thanh là 19 tháng 5 và bạn Trương Thủy là 19 tháng 5. Đó. Thì các bạn đã vào đây và các bạn sẽ xem hết được tất cả những cái danh sách những cái người mà sinh nhật vào cái ngày mà các bạn tìm kiếm. Thì các bạn có thể là gửi cái lời mời chúc mừng đến họ.